Lạnh lắm thì ở bây giờ là khoảng 5 giờ
bạn nhân viên thông tin mình nhé. Ngoài những hoạt động mà cuối tuần học viên tự tổ chức đi chơi thì trường có tổ chức cho các bạn hoạt động cuối tuần là những ngày nghỉ lễ của tiếng Việt. Mỗi tháng thì trường sẽ có một hoạt động chủ đề cho học viên. Thì hoạt động chủ đề đó sẽ gồm sẽ được học viên và giáo viên sẽ cùng nhau tham gia. Thì sẽ diễn ra các phiên phúc ở tháng đó, cũng như là cuối mỗi tuần thì sẽ có một phòng viên, phòng đi phòng bản, ngày làm bản thì đến cái ngày cuối của tháng đó là Wow, tiếng Anh. Chuyên cơ is the best.